Quý vị và các bạn thân mến, mấy làng chỉ có một xe tang, cứ đưa một cháu ra nghỉ trang lại quay về chuẩn bị đưa cháu khác. Chưa bao giờ làng này lại chứng kiến cảnh đau thương đến vậy. Chỉ trong một ngày năm cháu ra đi mãi mãi. Đó là tâm sự của một người dân, cũng là hàng xóm của năm nữ sinh bị đuối nước. Tôi không còn kịp nhìn mặt con lần cuối, Chiều mùng 5 tháng 4, chính quyền địa phương cùng gia đình, bạn bè, thầy cô đã tổ chức an táng cho các em học sinh, dọc con đường từ làng ra nghĩa trang bái đuổng. Từng dòng người lặng lẽ bên làng khói hương nghi ngút, những tiếng khóc ai oán, phủ cánh đồng làng. Trong căn nhà nằm ven bờ đê sông Chu, chị Lê Thị Loan, sinh năm 1983, mẹ của P, liên hồi đấm vào lòng ngực, gào khóc gọi tên con gái, Chị Lê Thị Loan, mẹ nữ sinh Lê Thị bích bê gào thét gọi tên con trong vô vọng. Chốc chốc, người thân lại phải dìu đỡ chị. Con ơi, về với mẹ đi, mẹ đợi con từ hôm qua đến nay, con ơi là con. Bà Hương, bác gái của nữ sinh Lê Thái Tê khóc thảm thiết. Các ông, các bà ơi, sao cháu tôi lại phải chịu khổ như thế? Cùng một lúc mất đi hai cháu gái, anh Lê Anh Vui, sinh năm 1983, chú ruột của P và bác ruột của T xót xa kể lại. Các cháu bảo đi học thêm nhưng chịu không thấy về, nên tôi cùng mọi người đi tìm rồi thông báo lên loa ở làng. Đến tối mùng 4 tháng 4, nghe có một người gọi báo thấy xe của các cháu đang để bên đập tràn ở sông Mậu Khê. Cũng theo anh Vui, sau khi biết cháu gặp nạn, cả làng cùng lực lượng chức năng chính quyền địa phương đã thức xuyên đêm để tìm kiếm, với hy vọng cháu vẫn còn sống. Thế nhưng đến sáng ngày 5 tháng 4, thi thể hai cháu gái của anh đã được tìm thấy cách đập tràn khoảng 500 mét. Ngồi trước hiên nhà, anh Lê Văn Mừng, sinh năm 1980, bố nữ sinh P ngày ngào. P là con gái út. Mấy hôm trước hai anh em nó vừa gọi điện tâm sự với bố, Tôi đi làm ở Hà Nội, công việc bận chưa về thăm gia đình. Định mấy hôm nữa thu xếp rồi về chơi với vợ con, nhưng chưa kịp về thì đã ra nông nổi này rồi, tôi còn không kịp nhìn mặt con lần cuối nữa. Sau sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương cùng các cấp ngành chức năng đã đến thăm hỏi động viên gia đình những nạn nhân. Ông Ngô Xuân Dũng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thiệu Hóa, chia sẻ đây là sự việc đau lòng ngay sau khi nắm bắt thông tin phòng đã chỉ đạo một số cán bộ giáo viên vào gia đình các nạn nhân để động viên thăm hỏi một số cán bộ giáo viên khác ra hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn thời gian tới phòng sẽ chỉ đạo tất cả các đơn vị trên địa bàn cần thực hiện an toàn trường học đặc biệt là phòng chống đuối nước tăng thương cảnh một chiếc xe tăng quay vòng đưa năm nữ sinh ra nghĩa trang Chiều mùng 5 tháng 4, chính quyền địa phương cùng gia đình bạn bè thầy cô đã tổ chức an táng cho các em học sinh. Dọc con đường từ làng ra Nghĩa Trang, bái đuổng. Từng dòng người làng lẻ bên làng khói hương nghi ngút, những tiếng khóc ai oán phủ cánh đồng làng. Anh Lê Văn Nam, người dân làng Sử Nhân Hai chia sẻ, chưa bao giờ làng tôi mất mát lớn đến như vậy, mấy làng chỉ có một chiếc xe tang từ sáng sớm đến giờ, cứ đưa được cháu này đi chôn xong thì lại quay về dọn dẹp để chuẩn bị cho cháu khác từ đêm qua đến giờ cả làng gần như không ngủ theo anh nam trong số năm học sinh tử nạn có hai cháu lê thị bích p và lê thị thái t thôn sử nhân hai là chị em họ bố của cháu p và bố của cháu t là hai em ruột nhìn các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn đã gặp nạn như vậy chúng tôi đau lắm giữa làng khói hương nghi ngút ngồi thận thờ bên mộ con gái, chị Lê Thị Ngân, sinh năm 1989, mẹ của nạn nhân Lê Thị Thái Tê khóc thảm thiết. Tê ơi, về với mẹ đi con, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy? Những tiếng khóc ai oán cứ thế vang lên, rồi chị Ngân ngất liệm giữa nghĩa trang lạnh lẽo. Ngồi kế bên, anh Lê Văn Sơn, sinh năm 1988, bố của nạn nhân tê bần thân nhìn di ảnh con gái đôi mắt đỏ hoe nấc nghẹn trong đau đớn cháu tê là con gái đầu của anh sơn và chị ngân sau tê còn có em gái nhỏ 6 tuổi vì gia đình khó khăn anh sơn đi làm thuê ở hà nội còn chị ngân ở nhà làm công ty anh sơn nghẹn giọng khi nghe tin con đi chơi cả buổi nhưng chưa thấy về nhà tôi vội vàng bắt xe về ngay khi đến nơi thì mọi người đang tìm kiếm cháu, lúc đó tôi chỉ hy vọng con vẫn còn sống, nhưng không ngờ cháu đã. Nỗi đau người ở lại. Trong căn nhà nhỏ cấp 4 đơn sơ, bà Lê Thị Hùng, 58 tuổi, bà ngoại em Lê Bảo Tê liên tục khóc gọi cho cháu gái. Không rời mắt khỏi tấm hình, Tê lúc nhỏ, đôi bàn tay bà run run, cố gắng vuốt nhẹ mái tóc đen huyền của cháu qua lớp kính mỏng hàng nước mắt trong khóe sâu cứ thấy tuôn chảy qua gò má hao gầy. Ngồi bất thần bên hiên nhà, chị Lê Thị Thái, 30 tuổi, mẹ của Tê nấc nghẹn gọi tên con. Tê ơi, con đâu rồi? Sao con lại bỏ bố mẹ mà đi hả con ơi? Sao con lại đi theo em trai rồi con ơi? Theo như lời kể của hàng xóm, khoảng 5 năm trước, chị Thái từng sinh một bé trai, nhưng vừa lọt lòng không lâu thì bé mất. Nỗi đau đó để lại một khoảng trống vô cùng lớn cho người mẹ trẻ. Và giờ đây, nó tiếp tục bị khoét sâu bởi sự ra đi đột ngột của Tê. Ngày mất con, bố của Tê không thể về nhìn mặt vì còn đang bận biểu đi làm ở nước ngoài để lo cho gia đình. Bà Lê Thị Thự, 85 tuổi, sống đối diện nhà Tê cho biết. Gia đình Tê thuộc diện khó khăn của xã, năm qua vừa thoát cận nghèo không lâu thì dịch bệnh ập đến khiến bố Tê thất nghiệp. Lo cái ăn cái mặt bên xứ người đã khổ, anh cố gắng làm việc dành dụng gửi về cho gia đình để lo cho con ăn học. Ngôi nhà cấp 4 của Nát, trống hô trống hoác mà mẹ con Tê đang ở là của ông bà ngoại cho. Chứ từ khi kết hôn, anh chị ấy chưa có gì, bà thử chia sẻ. Cách đó không xa, tại thôn Phú Điền, bà Nguyễn Thị Hương, bà ngoại của em Mai Thanh Hắc, đau buồn kể lại Ăn cơm trưa xong, Hắc xin phép ông bà buổi chiều đi chơi với nhóm bạn cùng trường. Đến tận tối không thấy hát về. Tôi chạy ra cổng thì nghe hàng xóm báo là cháu bị chết đuối. Thương cho cháu tôi còn non dại quá. Được biết cũng trong ngày 5 tháng 4, sau khi nhận được tin, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền huyện Thiệu Hóa đã xuống thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời, phía công an tỉnh Thanh Hóa cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng này buổi chiều định mệnh. Ngày 5 tháng 4 tại khu vực đập tràn hợp thắng trên sông Mậu Khê thuộc xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, hàng trăm người dân đã chứng kiến cảnh tượng tan thương, bi ai khi cùng lúc 5 học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Thiệu Duy đã ra đi mãi mãi. Chứng kiến cảnh tượng đau thương đó, không ai kìm được nước mắt. Theo những người dân sinh sống nơi đây, vào chiều mùng 4 tháng 4, một nhóm học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Thiệu Duy ra khu vực đập tràn hợp thắng trên sông Mậu Khê thuộc xã Thiệu Hợp, huyện Thanh Hóa để chơi thì không may bị đuối nước và mất tích. Nhóm học sinh trên đi học từ lúc 13 giờ ngày mùng 4 tháng 4 nhưng tối không thấy về nên gia đình đi tìm thì phát hiện một xe đạp thường, một xe đạp điện, hai điện thoại để trên bờ. Khi liên hệ với giáo viên thì gia đình mới hay tin, buổi chiều các cháu được nghỉ học. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng nhân dân đã huy động hàng trăm người khẩn trương triển khai tìm kiếm. Trong đêm mùng 4 tháng 4 và sáng mùng 5 tháng 4, lực lượng chức năng phối hợp cùng với gia đình tìm kiếm và phát hiện thi thể 5 học sinh bị đuối nước. Gồm Mai Thanh H, Lê Phương N, Lê Thị Bích Bê, Lê Thị Thái Tê, Lê Bảo Tê. Tất cả các em cùng sinh năm 2010 và là học sinh trường trung học cơ sở xã Thiệu Duy. Cũng trong buổi chiều ngày 5 tháng 4, đám tang của các nạn nhân được người thân tổ chức. Trong số năm em học sinh thì có 4 em ở cùng thôn Sử Nhân, một em ở thôn Phú Điền, thuộc xã Thiệu Duy. Chưa có bao giờ người dân nơi đây lại chứng kiến cảnh tượng tan tóc đến như vậy. Người thân các nữ sinh thất thần ngất lên ngất xuống, gào khóc gọi tên con, cháu mình khiến cho những người chứng kiến không cầm được nước mắt. Được biết, thời điểm xảy ra vụ đuối nước, trong đập tràn nước không quá sâu, chỉ khoảng hơn 1 mét, tuy nhiên phía hạ du đập tràn sông Mậu Khê thì nước sông sâu hơn. Xung quanh khu vực này cũng không có biển cảnh báo nào nên rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến trưa nay mùng 5 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả năm thi thể học sinh nữ trong vụ đuối nước thương tâm tại khu vực đập tràn sông Mậu Khê, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh nên tự trang bị những kiến thức, kỹ năng sơ cứu đuối nước cho con để xử trí kịp thời và đúng cách khi gặp tình huống khẩn cấp, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. <laughs>